Thưa quý vị, nghề truyền thống là một loại hình giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan mật thiết đến một làng nghề cổ truyền của một quốc gia, một dân tộc. Và thì chúng ta hiện có rất ít làng nghề truyền thống, một số nghề nổi tiếng như là nghề đúc đồng ở Long Điền, những lò rèn tại Kim Long, Châu Đức. Cũng không phải ngẫu nhiên mà truyền thống của làng nghề tồn tại được trong suốt nhiều năm trời. Hôm nay chương trình Câu chuyện văn hóa sẽ cùng quý vị khám phá những nét độc đáo, đặc trưng của làng nghề thủ công truyền thống này. Làng nghề đúc đồng Long Điền nằm trên trục đường 55, nối liền thành phố Vũng Tàu với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận. Khu vực này khá dễ tìm bởi nó nằm ngay bên con đường vận chuyển hàng hải từ cửa biển Long Hải, Chợ Bến và Phước Tỉnh. Với vị trí thuận lợi này, làng đúc đồng Long Điền từng là nơi cung cấp những sản phẩm đồng đúc như chuông đồng, lư hương, đại hồng chung, chiên, chân đèn, các vật dụng bằng đồng đến khắp miền Tây Nam Bộ và miền Nam nói chung. Nghề đúc đồng đòi hỏi người làm nghề phải hội đủ những yếu tố kiên trì, sáng tạo, nhanh nhẹn và tinh tế. Bởi đây là nghề rất khó, nghề nhân phải chịu đựng trong những lò đun hàng ngàn độ để nung chảy đồng, sau đó rót đồng, rồi lại khéo léo điêu khắc những hình tượng độc đáo giàu ý nghĩa. Đặc biệt, việc pha chế tỷ lệ đồng và các hợp kim cần hợp lý để tạo nên độ gian ngân và trầm bổng khác nhau. Được biết, gia đình nhiều nghệ nhân đã làm nghề đúc đồng 3 đến 4 đời, cha truyền con nối. Họ được tiếp xúc với đồng, với nghề đúc từ nhỏ, từ ngày nuôi dưỡng tình yêu với nghề cũng như rèn luyện tay nghề từ sớm với những người đi trước có kinh nghiệm. Qua nhiều thăng trầm, mặc cho sự khó khăn của thời cuộc, nhiều gia đình trong làng đúc đồng Long Điền vẫn quyết tâm phát triển nghề gia truyền đến ngày nay. Chính quyền địa phương coi như hàng năm cũng đôn đốc, cũng khích lệ của cái ngành truyền thống này, thì cơ sở cảm thấy một cái đó cũng là một cái hứng khởi để mà đặng đi lên theo yêu thích của cơ sở. Nó rất là khó, những nghệ nhân thì chỉ có con cháu mới theo thôi. Vậy nên nó không phải cái cuộc sống theo bây giờ thì con cháu nó lớn lên nó ăn học. Đó là bây giờ cái ngành nghề này chỉ có là cái nghề truyền thống là trong gia truyền nó mới để lại cái nghề này thôi. Bây giờ cơ sở thì nó làm nó cũng bớt đi. Thì bây giờ những người yêu nghề thì con cháu có một hai người theo nghề thôi. Nghề này nó thích hợp nhất là chăm chỉ, là sức khỏe thì phải có rồi. Yêu nghề thì mới đi đến thành công được. Khi mình lớn lên mình mới 10 tuổi là mình thấy cả làng cả xóm tới người phụ tay để ngành đúc đồng này, rồi mình nhìn thấy ông kia ông ủa sao tới nhà mình ông phụ nó, ví dụ rồi sau này thấy cái ngành nghề rồi cũng làm chung, cũng một xóm để làm mà sao làm không nổi. Thì lần lần tới khi mình lớn mình trưởng thành, mình có vợ con, mình quay về thì chỉ rồi cha ba mình á, ví dụ nội mình có chỉ dạy thì nghề mình biết thôi. Nhưng mà yêu quý là mình vẫn mến cái nghề mình, là từ chỗ cha mẹ mình với ông bà mình đã chỉ mình, thì nên mình yêu thích những cái câu ông bà cũng dạy chỉ có nhiều làm nhiều. Thí dụ như mình ngành nghề mình cái mặt thứ nhất là thấy bây giờ nó truyền thống mà được cái nhà nước hỗ trợ nữa, rồi thầy thỉnh về mình thấy của mình làm ra mà để được trăm năm thì cái đó mình mới yêu thích, mình mến mà để mình làm, mình duy trì tới đây. Hiện nay, các cơ sở đúc đồng ở Long Điền đã không còn nhiều như trước nữa, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và đang đứng trước nguy cơ bị mai một do thiếu thị trường, thiếu vốn, thiếu công nghệ, bị cạnh tranh bởi nhiều loại hàng thay thế. Nhiều nghệ nhân đã phải chuyển đổi sang nghề khác vì kế mưu sinh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lớp thợ kế tục nghề, với quyết tâm lưu giữ những giá trị tinh hoa nghề truyền thống các bậc tiền nhân để lại. Mặt khác, để làng nghề có thể phục hồi và phát triển, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và các ban ngành chức năng, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, đồng thời giữ gìn nét văn hóa truyền thống, phát huy tiềm năng phát triển làng nghề gắn liền với du lịch. Thì chú là người địa phương này cũng thường ghé cái cơ sở lò chuông này, thì thấy coi như ở xã địa phương mình đó, thì có cái nghề truyền thống nó đúc đồng chuông tượng vậy đó, lư hương gì đó, thì cũng rất là tốt, và coi như là cũng rất là coi như là hãnh diện, là
giữ được cái nghề này, nhưng mà không biết mai một thì sao thế nào. Cũng mong cho anh thể nghệ nhân này giữ được cái nghề truyền thống để truyền đạt lại cho như giới trẻ hoặc là con cháu gì sao. Rồi cũng mong coi như là chính quyền địa phương coi như cũng là nếu mà có điều kiện thì giúp đỡ giùm. Con Tấn lại. Dạ, con Tấn à. Dạ. Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Dạ, chỗ nào vậy? Dạ về Bến Tre. Văn trung thân phiền não thích đau không làm lên còn thầy là ngon ai giờ thất thầy là quá dữ luôn á. Ôi trời. Giọng lên là cả Long Hải nghe hết. Thưa quý vị, tiếp nối câu chuyện làng nghề truyền thống thủ công ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trong các ngành nghề thủ công, nghề sàn là một trong những nghề cần đến sức khỏe cùng sự kiên trì của người nghệ nhân cao nhất. Và hơn 30 năm nay, chưa buổi sáng nào, lò sàn của chú Bùi Văn Hoa ở thôn Hưng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức vắng tiếng búa nện. Ngọc Diệu mời quý vị đến với câu chuyện về nghề sàn thủ công. Ngay từ khi còn nhỏ, chú Bùi Văn Hoa, bà con vẫn thường gọi là chú Ba Điền, đã tiếp xúc với hơi nóng của lò lửa. Và rồi khi lớn lên, chú cũng theo nghề rèn truyền thống của gia đình. Thì nó đúng là con dân cũng thừa thớt lắm, phải không? Rồi mình thấy dân thì nó lo làm nông, mà cái nghề thì nó hiếm người làm quá đi. Thấy vợ chồng mới tập trung ra đầu tư ra làm cái nghề nào, lúc lúc luôn mua bán với Long Hải, Long Điền đủ thứ trơn chứ. Giờ rồi khi thời gian nghỉ, bắt đầu hai chồng tập trung làm nghề này. Dân nó gần gũi bất, nó bất đi xa đi. À, thì cái nghề này thì nó không phải là nó nhàn rỗi, nó cũng phải sướng hơn ai, nó cũng không sang được. Nó hèn chứ mà điều có làm có tiền nuôi vợ nuôi con được, con gái ăn học hành rồi cũng có chút đỉnh sắm sửa trong nhà cửa rồi vậy á. Thì nó cũng chung là nghề này không sang nhưng mà đủ sống được. Mình làm cái nghề này thì tuy rằng nó cũng vất vả nhưng mà cái niềm vui cho của yêu nghề của mình. Mình làm như thì bà con tới lui ra vui rồi cũng trà nước rồi ngày ngày ấy, nó vui cho gia đình thì mình cũng cố gắng mình còn sức khỏe ngày nào làm theo ngày nấy phục vụ cho bà con. Ngày nào mà sức yếu rồi làm không được nữa thì thôi, mà chắc nay mai cũng hạ cánh thì cũng lớn tuổi rồi. Mô hình đèn hồi trước kia thì nó chưa có điện thì nó cũng khổ lắm, quay đó, rồi gọt rồi dũa rồi bào. Bây giờ thì nó đúng là có cái điện đóm, bây giờ nó cũng có cái sự hiện đại hơn mình cũng, chứ mà bây giờ nó mình lớn thì cũng không cập nhật được, như làm theo cái thủ công. À, rồi cũng mài cũng gọt cũng dũa mà bỏ bớt đi, bây giờ có cái máy mài nó đỡ hơn, có cái bở quay nó cũng đỡ hơn bây giờ hồi xưa. Chưa quay tay rồi nè. Thì hồi trước kia Kim Long này là tính ra được 12 hộ rài đèn, nhưng mà bây giờ hiện tại lại còn có 3 cái. Để rèn được sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó công đoạn tạo dáng là khó nhất. Người thợ không chỉ dùng sức để uốn nắn những miếng thép và phối hợp nhịp nhàng với người phụ đập búa để rèn ra nông cụ ưng ý. Sau khi tạo dáng cho sản phẩm là tiến hành trui sắt, cuối cùng là khâu tra cán, mài thành phẩm. Nhưng sản phẩm gồm dao, búa, liềm, rựa, cuốc và lò rèn của chú Ba Điền đã gắn bó với người dân trong vùng hàng chục năm qua. Là bà con cũng nhờ ảnh là giúp những cái nông cụ mua bán rồi giúp những bà con để mà làm cho phát triển nông nghiệp. Ông làm đồ thì rất chất lượng, bà con ai cũng là khen ông hết. Cái lò rèn truyền thống là ở Kim Long làm để cho bà con phát triển về nông thôn, rồi những cái đồ mà hư rồi ảnh sửa chữa nhiệt tình. Nghề rèn vất vả nhưng đã gắn bó lâu năm. Chú Ba Điền và một vài lò rèn trong vùng vẫn ngày ngày đỏ lửa lò, giữ cái nghề truyền thống của cha ông như một cách lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 đang đưa tới những sự thay đổi sâu sắc cả về cơ cấu sản xuất, lao động, tiêu dùng, phân phối, lưu thông, vừa mở ra cơ hội chưa từng có với nhiều thách thức ảnh hưởng sâu rộng tới chiều hướng phát triển của thế giới và nước ta, trong đó có làng nghề truyền thống nói chung, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Do đó, để giữ được nét đặc trưng truyền thống của những làng nghề này thì rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và các ban ngành chức năng, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, đồng thời giữ gìn nét văn hóa truyền thống, phát huy tiềm năng phát triển làng nghề Bà Rịa Vũng Tàu. Đến đây, chương trình câu chuyện văn hóa do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.